Xin chào các bạn. Thì dạo gần đây có rất nhiều người hỏi Điệp đó là BOTV là gì và làm thế nào để có thể kiếm tiền cùng với BOTV mà bây giờ ai cũng nhắc đến BOTV và nó rầm rộ đến như vậy. Thì trong video clip này thì Điệp sẽ chia sẻ với các bạn là BOTV là gì và chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể kiếm tiền một cách bền vững cùng với BOTV. Vâng, BOTV đó là được viết tắt của từ Business Online, tức là kinh doanh ở trên online. Tuy nhiên kinh doanh này đặc biệt ở chỗ đó là các bạn không cần phải bỏ vốn, các bạn cũng không cần phải đầu tư gì hết, các bạn cũng không cần phải mua bất kỳ gì hết, mà các bạn chỉ cần một chiếc điện thoại cũng như một chiếc máy tính là các bạn có thể làm được cái này rồi các bạn. Và cái thứ hai là vậy BOTV làm thế nào kiếm tiền BOTV thì mình chia sẻ với các bạn có hàng ngày có đang xem YouTube không ạ? Vâng, và khi các bạn xem hàng ngày các bạn xem YouTube thì các bạn có được tiền không ạ? Không, khi mà chúng ta xem như thế thì chúng ta không được tiền. Vậy thì ai sẽ được tiền ạ? Những YouTuber, những người làm sản xuất ra video đó và YouTube họ được tiền, đúng không ạ? Tuy nhiên chúng ta là những tay mơ và chúng ta không thể nào tạo ra được những video, nếu mình chúng ta không thể tự tạo ra được những video có hàng triệu, hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu lượt view được, đúng không các bạn? Vâng, thì vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể kiếm được tiền trên YouTube? Thì cái BOTV này nó sinh ra để chúng ta, nó kết nối những người như chúng ta, những tay mơ như chúng ta, và chúng ta cùng nhau tạo, chúng ta cùng nhau xem những video. Và khi mà nhiều người xem video, các bạn cứ tưởng tượng là 100.000 người, 300.000 người, 500.000 người, 1 triệu người cùng xem một video đó trong một thời gian rất ngắn, thì nó sẽ được đẩy lên cái top tình hành của YouTube. Và khi mà được đẩy lên top tình hành thì có rất nhiều người, người ta xem cái video này. Và khi mà người ta xem video này thì cái video này được trả tiền, và từ đó BOTV nhận được tiền, và BOTV nhận tiền và BOTV trả chúng ta. Các bạn hiểu chưa? Vậy thì bây giờ ở trong thời gian này có những cái cách nào để chúng ta có thể kiếm được tiền với BOTV? Thì hiện tại trong khoảng thời gian này chúng ta đang rất là lợi thế khi mà BOTV mới ra mắt, và có một chương trình đó là khi mà chúng ta chia sẻ cho những người đăng ký thì chúng ta cũng nhận được tiền và họ cũng nhận được tiền. Thì Điệp chia sẻ các bạn cái chương trình đó là chúng ta chia sẻ cho một người thì chúng ta nhận $0.2 trên một tài khoản. $0.2 thì nó là bao nhiêu? Nó chỉ khoảng là 4.600-4.700 Việt Nam đồng. Nó không hề lớn, đúng không các bạn? Nhưng bây giờ để chứng minh cho các bạn thấy là số $0.2 khi mà nó được áp dụng theo cấp số nhân thì nó lớn như thế nào. Thì cái $0.2 trên một tài khoản này thì chúng ta không phải hưởng một tầng, tức là không phải là tôi giới thiệu cho bạn và bạn đăng ký thì tôi mới được hưởng, mà chúng ta hưởng trên 7 tầng, tức là tầng thứ 1 đến tầng thứ 7. Tức là bạn giới thiệu cho bạn của bạn thì bạn được hưởng, sau bạn của bạn giới thiệu cho bạn của bạn của bạn thì bạn vẫn được hưởng, như các bạn, tức là nó ăn 7 tầng như thế, các bạn hiểu không ạ? Và khi mà chúng ta ăn 7 tầng như thế thì điều gì sẽ xảy ra? Thì tại vì cái này là chia sẻ miễn phí thì chúng ta có thể chia sẻ đến tất cả mọi người được, đúng không ạ? Và những cái người mà người ta đăng ký thì người ta cũng đăng ký hoàn toàn miễn phí luôn. Vậy thì mình lấy một ví dụ như ở tầng 1 các bạn chỉ chia sẻ được cho 10 người, đúng không ạ? 10 người, và mỗi tầng họ cũng chỉ chia sẻ được cho 10 người thôi. 10 nhân 10 nhân 10 nhân 10 là bằng 1 2 3 4 nhân 10 5 6 7 thì nó là bao nhiêu? Đó là 10 triệu người, đúng không ạ? Một con số rất khủng khiếp. Nhưng bây giờ Điệp lấy một con số 1% của số này thôi. 1% của 10 triệu người đó là khoảng 100.000 người. 100.000 người. Được không các bạn? Được, đúng không ạ? Chúng ta đều có cách làm hết. Và 100.000 người này mà chúng ta nhân với $0.2 mà chúng ta nhận được thì chúng ta sẽ nhận được là $20.000. $20.000 tương đương với khoảng 460 triệu, 470 triệu các bạn. Các bạn thấy nó kinh khủng không? Đó. Và đây là cái thứ nhất. Và cái thứ hai đó là khi mà chúng ta sở hữu 100.000 người này các bạn, thì 100.000 người này họ đang ở trong hệ thống của chúng ta, và sau này chúng ta sẽ có cái thu nhập thụ động nữa. Thì Điệp chia sẻ các bạn một cái để chúng ta có thể kiếm được cái thu nhập thụ động với lại cái này, đó là đều gọi cái này đó là con gà đẻ trứng vàng. Thật ra là trứng kim cương luôn đấy các bạn.
Vâng, và khi các bạn có 100.000 người này và mỗi tháng mỗi người như thế sẽ phải xem, sẽ xem một video nhất định, và khi mà người ta xem một video nhất định thì chúng ta sẽ được trả từ 0,5 đến 1 đô la trên một tài khoản như thế. Điệp lấy ví dụ đó là 0,5 đô la, thì mỗi tài khoản được 0,5 đô la và 100.000 tài khoản thì chúng ta được bao nhiêu các bạn nhỉ? Được bao nhiêu? Được 50.000 đô la. Và người ta chỉ cần bật cái điện thoại của người ta lên, người ta có cái app của BOTV, và khi họ tải về họ chỉ cần bật cái app đó lên và cái video tự chạy. Có cái app BOTV ở trên máy tính, khi người ta tải cái app đó về thì cái app nó sẽ tự chạy ở trên máy tính, và khi chạy như thế thì liên tục chạy như thế thì người ta sẽ đạt đến một cái ngưỡng view nào đó, một số lượt xem nào đó, thì người ta sẽ đủ để người ta được hưởng cái khoản tiền này, đúng không ạ? Vâng, và cứ mỗi tài khoản như thế thì chúng ta được 0.5 đô la. Vậy thì các bạn hãy thử tưởng tượng các bạn có 100.000 tài khoản thì chúng ta sẽ được 50.000 đô la mà hoàn toàn thụ động. Hoàn toàn thụ động, nhưng các bạn không phải làm gì hết. Chúng ta không phải làm gì hết tại vì máy nó làm hết, đúng không các bạn? Chúng ta không phụ thuộc vào con người, và máy nó hết. Chúng ta không cần training, chúng ta không đào tạo, chúng ta không phải lên năng lượng cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và khi như thế chúng ta có 50.000 đô la thu nhập thụ động hoàn toàn. 50.000 đô la thu nhập khoảng bao nhiêu tiền ạ? Đâu đó khoảng 1 tỷ 1 tỷ mốt, đúng không ạ? Vâng, các bạn chỉ cần bỏ ra một thời gian, mình nói là khoảng 3 tháng, 6 tháng, thậm chí 1 năm thì chúng ta xây cái hệ thống này thôi, thì chúng ta có thu nhập đều đặn hàng tháng nha các bạn. Với 1 tỷ một tháng thì các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ mua nhà, các bạn mua xe, các bạn sẽ đi đâu ạ? Các bạn sẽ báo hiếu bố mẹ, đúng không ạ? Thì Điệp sẽ không nói sâu về con số này. Tuy nhiên thì Điệp sẽ chia sẻ một cái thông tin nữa, đó là hiện tại BOTV mới ra nên cái chương trình số 1 này họ chỉ cho 300.000 tài khoản đầu tiên thôi, nhưng hiện tại đã được là 20.000 tài khoản. Và cái video này Điệp làm vào ngày 31 tháng 12 năm 2018, tức là cuối năm 2018. Vậy thì tập đoàn dự kiến là khoảng 3 tháng nữa thì sẽ đạt được 300.000 tài khoản. Chính vì thế bây giờ các bạn hãy làm thật là nhanh để chúng ta có được cái 0.2 đô la này các bạn nhé. Và mỗi người ta đăng ký, người ta cũng được 10 đô la trong tài khoản. Và khi mà chúng ta có hệ thống này rồi và hệ thống tự chạy thì chúng ta sẽ có tiền. Vậy thì bây giờ chúng ta phải làm như thế nào, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cái bước 3, chúng ta sẽ đăng ký. Thì các bạn sẽ đăng ký qua một cái đường link giới thiệu của bạn bè của các bạn. Và khi các bạn đăng ký như thế thì khi các bạn đăng ký xong thì các bạn sẽ có 10 đô la ở trong tài khoản, và các bạn sẽ lấy cái link đăng ký của các bạn ở trong tài khoản của các bạn á. Các bạn sẽ có được cấp cho một cái link đăng ký, và khi mà các bạn có link đăng ký, các bạn sẽ bước thứ tư đó là các bạn share link, các bạn đi chia sẻ cho bạn bè, người thân, và mỗi người như thế chúng ta cũng sẽ được 0.2 đô la như ở đây, đúng không ạ? Và khi mà chúng ta xây được nhiều cộng đồng, tại vì cái này là chia sẻ miễn phí, thì các bạn hãy chia sẻ lên YouTube, các bạn hãy chia sẻ lên Facebook, chúng ta chia sẻ lên Zalo, chúng ta chia sẻ lên Instagram, chúng ta chia sẻ lên Telegram, rất nhiều những mạng xã hội, đúng không ạ? Và chia sẻ cho bất kỳ những ai mà chúng ta quen biết để cho họ đăng ký, và khi họ đăng ký thì họ